Chào tất cả mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh xin trân trọng gửi tới quý vị dự án rất là mới 2 căn thuộc xã Đông Lao, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Với 2 căn nhà này, theo hiện trạng thì có thể dọn đồ về và ở ngay. Ưu điểm của 2 căn nhà này đó là ngõ thông, ô tô đi qua trước cửa. Đi qua trước cửa chứ không vào được nhà đâu các bác nha. Đó. Đây, với 2 cái căn nhà này đã được hoàn thiện xong hết, chỉ việc dọn đồ về ở. Với cái thông số nhà 30m2, thiết kế và xây dựng là 4 tầng, hướng nhà là hướng Đông Bắc, vào ngõ thực tế trước nhà đây mọi người ạ. Đó, ngõ thực tế ở trước nhà thì khoảng tầm 3m và ngõ thông tứ phía. Xung quanh thì cũng rất là đầy đủ tiện ích, chợ, trường, phường, trạm. Với thiết kế của cái căn nhà này thì cũng rất là hấp dẫn mọi người ơi. Đó là cái phần phòng khách thì là để ở trên phía tầng 2, gác lửng. Hôm rồi có một số khách hàng cũng hỏi em là đợt này có cái căn nhà nào mà xây cái phòng khách ở trên tầng 2 không, thì giới thiệu cho chị thì có trong video này. Mọi người xem và đừng bỏ lỡ cái căn nhà này nha. Với cái hướng nhà Đông Bắc thì đây Ngọc Ánh đang quay là tầm này là tầm 11h30, cũng không bị nắng hắt vào nhà đâu. Và với cái phần hoàn thiện của ngôi nhà thì xong hết hồ sơ điện, hồ sơ nước cũng như sổ đỏ đầy đủ, bàn giao nhà được luôn. Phần phòng khách của ngôi nhà thì đã hoàn thiện hết cái phần gạch lát nền. Kích thước gạch lát nền thì là gạch 60-60. Phần trần thạch cao này cũng như là đèn led chiếu sáng, hồ sơ điện, hồ sơ nước. Căn nhà này chỉ việc dọn đồ về và ở. Từ vị trí của cái căn nhà này đi ra tới bến xe Nghĩa thì nó rơi khoảng tầm gần 3 cây mọi người ạ. Và với cái vị trí này thì nó rất là gần với lại khu đô thị Đô Nghĩa, đi lên ngã tư Lê Trọng Tấn thì cũng hợp lý. Với cái vị trí này nó xem xê với lại bên khu vực Yên Nghĩa, Hà Đông mọi người ạ. Còn cái căn nhà này thì nó là thuộc xóm Đông Lao, huyện Hoài Đức. Mọi người theo em vào cái phần cụ thể phòng bếp ở bên trong. Thiết kế của cái căn nhà này rất là hợp lý. Phần ngoài là cái khu vực để xe và ở đây là cái phần phòng bếp của ngôi nhà. Thì như thực tế cái phần phòng bếp được hoàn thiện xong hết rồi. Tủ bếp cũng như là cái hệ thống bếp ở đây này. Đó, phụ kiện bếp đều được đầy đủ. Với cái phần phòng bếp này thì được thiết kế ở đây là gỗ công nghiệp mọi người nha. Đó, mặt bếp thì ốp đá granite và xung quanh bếp thì là ốp gạch. Với cái phần đây, nước có rồi mồi này. Đấy, chậu rửa vòi rửa được thiết kế xong rồi. Và phần phòng bếp ở đây có một cái ô cửa sổ thoáng ra đằng sau, rất là thoáng mọi người ạ. Với cái căn nhà này, Ngọc Ánh xin nhắc lại diện tích chỉ 30m thôi. Tuy nhiên với cái thiết kế khá là hợp lý, quý vị đừng rời mắt khỏi video nha. 30m2 mà thiết kế khu vực để xe này. Đây là cái phần phòng ăn này. Đó. Ngoài ra thì dưới tầng 1 còn có một cái phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh này thì đáp ứng cho quý vị cái tiêu chí về bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của cái ngôi nhà. Cầu thang của cái căn nhà này thì thiết kế cầu thang giữa, chia ra mỗi một tầng 2 phòng mọi người ạ. Đó, riêng biệt. Đây, toàn bộ hệ thống tay vịn của trụ cầu thang thiết kế toàn bộ là gỗ lim, mặt bậc của bậc cầu thang thì ốp đá đen cổ trắng. Và như Ngọc Ánh vừa chia sẻ rồi, phòng khách ở trên phía tầng 2. Mời mọi người theo em lên trên khám phá tầng 2 của ngôi nhà. Đây chính là cái phần phòng khách mà Ngọc Ánh vừa chia sẻ. Đây mọi người này, cái khoảng cách từ dưới sàn nhà mà lên trên tới tận trần nó rất là cao mọi người ạ. Rất là thoáng, cửa sổ đây hướng ra phía đằng sau này, đầy đủ. Đây là cái phần phòng khách của ngôi nhà, thiết kế theo cái kiểu hiện đại. Đó, sạch sẽ, riêng biệt. Ở đây chủ thiết kế theo cái kiểu hệ giật cấp đi lên trên này. Ở thiết kế ở trên này là phòng ngủ mọi người ạ. Đó, đây là cái phòng ngủ hướng ra phía bên ngoài. Đây, phòng ngủ này thì nó rơi khoảng tầm 8-9m2 thôi ạ. Và với cái phòng ngủ này thì thiết kế đây, đầy đủ cửa sổ thông thoáng hướng ra từ bên ngoài đây mọi người này. Ống chờ dây chờ áp chờ điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ. Và phía phòng ngủ cũng như phòng khách đều được thiết kế hệ thống trần thạch cao. Căn nhà này thì ưu điểm lớn nhất Ngọc Ánh vừa chia sẻ rồi, đó chính là đường thông ô tô qua. Giá chào bán căn nhà này 2.100.000.000 đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên mọi người nha. Đó, và cũng có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Cửa thông phòng thiết kế toàn bộ là cửa gỗ lim. Và với cái căn phòng ngủ này thì có phòng vệ sinh ở phía bên trong. Đây là cái căn phòng ngủ mọi người nha. Đó, thiết kế cho quý vị đầy đủ hệ thống sen cây này, bồn cầu liền khối này, thương hiệu Vinac. Ở đây là có một cái quạt hút mùi cũng như là ở đây có cái ống đầu chờ lắp bình nóng lạnh. Đó, đây lavabo, cửa đây, thiết kế toàn bộ là cửa nhôm hệ. Và mời mọi người theo em lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà. Với tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế như sau, gồm 2 phòng ngủ hai bên. Mời mọi người theo em vào cái căn phòng ngủ tiếp theo.
Lên trên phía tầng 3 như vậy, cái ngăn nhà này là có 3 phòng ngủ riêng biệt mọi người ơi. Đó. Tất cả các phòng ngủ đều có cửa sổ thông thoáng hướng ra phía bên ngoài. Tất cả các phòng ngủ đều được thiết kế hệ thống trần thạch cao, cũng như là cái ống chờ, đầu chờ, lắp điều hòa và cửa thông phòng, tất cả các phòng đây. Đó. Giá 2 tỷ 100 triệu với một cái căn nhà 4 tầng, ngõ thông cũng rất chi là hợp lý. Vị trí thì nó ngang ngang với lại ở bên Yên Nghĩa mọi người ạ. Tuy nhiên, vị trí ở bên này nó là thuộc huyện Hoài Đức. Đây là nhà vệ sinh ở phía trên tầng 3. Đó, đáp ứng cái tiêu chí công năng sử dụng cho quý vị theo từng tầng. Đây là cái căn phòng ngủ tiếp theo ở phía bên trong. Với cái căn phòng ngủ tiếp theo ở bên trong này thì nó rộng hơn căn ở phía bên ngoài mọi người nhá. Đấy. Với cái căn này thì nó được khoảng tầm 10 cho tới 11 mét vuông. Nói chung là phòng ngủ cũng rộng rãi, dễ dàng kê đồ, giường, tủ, nội thất ở phía bên trong căn phòng. Đó. Sổ đỏ chính chủ Ngọc Ánh xin nhắc lại, tất cả các dự án Ngọc Ánh bán đều 100% sổ đỏ luôn mọi người ạ. Không có cái đất phần trăm hay là đất gì cả. Toàn bộ là đất sổ đỏ. Mời mọi người theo em lên trên phía tầng 4, tầng cuối cùng của ngôi nhà nhá. Khi bước chân lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà thì ở đây có một cái ô dính trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống cái khu vực cầu thang. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang như Ngọc Ánh vừa chia sẻ ở phía dưới tầng 1 đi lên. Ở đây thì tay vịn cầu thang toàn bộ là thiết kế gỗ lim và mặt bậc của bậc cầu thang đây. Với cái tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế ở đây là cái khu vực phòng thờ mọi người ạ. Đây là hẳn một cái phòng thờ riêng biệt. Còn nếu như quý vị mà muốn thiết kế cái phòng này là phòng ngủ hoặc là cái này tùy theo cái công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Còn ở đây là có một cái phòng riêng nữa mọi người nha, ở trên phía tầng 4. Đó. Tiếp theo, phần còn lại đó chính là phần sân phơi của ngôi nhà. Đây. Đây chính là phần sân phơi. Ở đây là để máy giặt mọi người ạ. Đó. Thì Ngọc Ánh xin chia sẻ và nhắc lại với quý vị, với cái vị trí căn nhà này thì nó là thuộc xóm 1, Đông Lao, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Với căn nhà này 30m², thiết kế và xây dựng là 4 tầng, hướng nhà là hướng Đông Bắc, giá chào bán 2 tỷ 100 triệu, bao toàn bộ phí thuế. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin cụ thể hơn nữa về cái căn nhà này, vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhá. 0983013403 hoặc 0888 0414. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho Ngọc Ánh và đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản mới nhất từ nhà tốt nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video sau.